Trong thể thao thì không phải chiến thắng nào cũng mang lại tột cùng cảm xúc giống như cách mà các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mang lại ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tối ngày hôm qua. Và đây có lẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất khi mà chủ công Thanh Thúy dù bị chấn thương lật cổ chân nhưng Thanh Thúy vẫn nén đau, xin vào sân thi đấu và chiến đấu hết mình cùng các đồng đội và khóc như mưa sau màn ngược dòng không tược. Trong set đầu tiên, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc ấn tượng khi dẫn trước đối thủ tới 5 điểm. Tuy nhiên, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên đã dần lấy lại tinh thần, gỡ hòa rồi vượt lên giành chiến thắng với tỷ số 25-19. Trần Thị Thanh Thúy. Sang set 2, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đi dẫn điểm ngay từ đầu. Nửa cuối set, đội trưởng Thanh Thúy dù chưa bình phục chấn thương vẫn nén đau xin vào sân thi đấu. Sự trở lại của tay đập chủ lực giúp các đồng đội tự tin hơn. Tuyển Việt Nam gỡ hòa điểm số thứ 21 nhưng để thua 22-25. Bị dẫn trước 0-2 nhưng đội tuyển Việt Nam không tỏ ra nản chí. Sự cổ vũ của các khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. Hai đội thi đấu giằng co trước khi phụ công Bùi Thị Nga tỏa sáng, mang về set thắng 25-23. Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam thắng tiếp set thứ tư với tỷ số 25-23 để đưa trận đấu bán kết sang set quyết định. Các nữ cầu thủ của chúng ta đã khởi đầu rất tốt khi ghi liên tiếp 4 điểm và duy trì lợi thế để giành chiến thắng 15-12. Ngược dòng kịch tính, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết trước đối thủ NEC Red Rockets của Nhật Bản. Mỗi kỳ VTV Cup đi qua mỗi tỉnh thì lại thấy tình yêu lớn mà người hâm mộ nơi đây dành cho giải đấu cũng như dành cho đội tuyển Việt Nam. Năm ngoái tại Hà Tĩnh thì người hâm mộ cũng đã thức thâu đêm xếp hàng chờ mua vé xem VTV Cup. Còn năm nay thì tại Quảng Nam, dù mưa dông gió giật nhưng cũng chẳng ngăn được hàng nghìn người dân tới đây để cổ vũ cho các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mưa không ngớt tại Tam Kỳ, nhưng người hâm mộ thì vẫn ùn kéo tới nhà thi đấu. Những ai may mắn thì được vào trong, còn đây là những khán giả phải chờ ngoài vì các khán đài đã kín chỗ. Có lẽ vì đã mất công đội mưa đội gió đến đây nên chẳng ai muốn về. Ai cũng hy vọng sẽ có một cơ hội nào đó để được xem đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu. Dù là nói với con là trời mưa to nhưng thôi hai mẹ con mình cứ đi xuống để xem, không lấy không vô được thì cũng xem có không khí. Bà con của mình xa gần Đà Nẵng rồi Quảng Ngãi rồi gì, thấy người ta họ đi hồi từ 11 giờ đến giờ họ vẫn đứng ngồi đợi đây để chờ để cho vô được vô để xem. Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam tưng bừng như trong ngày hội và các tuyển thủ cũng biết cách để đưa cảm xúc của người hâm mộ lên tới tột cùng bằng chiến thắng ngược không tưởng trước đối thủ Triều Tiên. Người hâm mộ thăng hoa, còn các cầu thủ cũng có một trận đấu vô cùng đáng nhớ. Chiến thắng thì ai cũng vui, nhưng mà không có bao giờ có cái chiến thắng nào mà 3-2 mà khi thua 2-0 mà chúng ta ngược lại, thì cái điều đấy thật sự là mình cảm thấy rất tự hào về các vận động viên của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam. Dù thời tiết có thử thách đam mê, nhưng có lẽ ai cũng hả hê sung sướng khi được trải qua những cung bậc cảm xúc khó quên của trận bán kết nghẹt thở. Tất cả lại hẹn nhau chiều tối nay tới nhà thi đấu. Vâng, tối nay sẽ có thêm một ngày hội nữa tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam khi mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chơi trận chung kết với đội NEC Red Rockets của Nhật Bản. Và chúng ta sẽ cùng đến với sự chuẩn bị cũng như là lịch tường thuật trực tiếp của Đài truyền Việt Nam. Sau trận bán kết tối qua, sáng nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập nhẹ để chuẩn bị cho trận chung kết tối nay. Toàn đội dù khá mệt nhưng vẫn rất hào hứng và tự tin. Chủ công Thanh Thúy nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân thi đấu vào tối nay dù chưa bình phục chấn thương. Trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay. Trước đó vào lúc 16 giờ là trận tranh hạng 6 giữa câu lạc bộ An Tây và đội Australia. Còn trận tranh hạng 3 giữa đội Phúc Kiến Trung Quốc và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên diễn ra vào lúc 18 giờ. Cả 3 trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và ứng dụng VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Là một người quan sát, vậy thì anh đánh giá như thế nào về đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ạ? Đội tuyển NEC Red Rockets ạ? Vâng, NEC Rockets đối thủ rất là khó chịu. Họ sở hữu những cái cầu thủ có cái khả năng đánh rất là tốt và đặc biệt là họ cũng có được cái cuộc ngược dòng cũng không tưởng trước cái đối thủ Triều Tiên ở vòng bảng. Và tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu thực sự là thách thức đối với các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và cũng hy vọng rằng là sẽ giữ được chiếc cúp ở lại Việt Nam để giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta sẽ có lần thứ 6 đăng quang tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup.
ít nhất là chúng ta có một cái lợi thế rất lớn, đó chính là lợi thế về sân nhà và đặc biệt là có sự cổ động rất là cuồng nhiệt của các cổ động viên. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chiến thắng đó là điều ai cũng khát khao. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là các tuyển thủ của chúng ta họ đang nỗ lực hết sức mình để đem tới những cái pha bóng tuyệt vời cho khán giả, cho người hâm mộ, phải không ạ? Và chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam của chúng ta, những cô gái vàng của chúng ta sẽ thi đấu xuất sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Cường với câu chuyện thể thao hôm nay ạ. Vâng, chị Thủy Vân.